Trọng Quý xin chào quý vị. Quý vị đang theo dõi chương trình Bác sĩ ơi. Quý vị thân mến, các phương thức như là cạo gió, thoa dầu, uống trà đường thì đang là những việc vô ích do ngộ nhận mà làm mất đi cơ hội cứu sống người bệnh bị đột quỵ. Tuy nhiên, vẫn còn có những bà con, cô bác mắc phải sai lầm này. Nhưng mà quý vị ơi, các tế bào thần kinh thì sẽ bị chết dần sau khi khởi phát đột quỵ. Cứ một phút trôi qua sẽ có khoảng 2 triệu tế bào não chết đi. Vì thế, người đột quỵ cần được điều trị càng sớm càng tốt. Vậy thì làm sao để tránh được những sai lầm trong cấp cứu đột quỵ? Đâu là những dấu hiệu không thể bỏ qua? Hãy cùng theo dõi các chương trình tư vấn với chủ đề về đột quỵ trong chương trình Bác sĩ ơi của Báo Thanh Niên quý vị nhé. Và trong số phát sóng kỳ trước thì các bác sĩ cũng đã tư vấn tổng quan về đột quỵ rồi. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ đi sâu hơn vào một loại của bệnh đột quỵ, đó là đột quỵ do thiếu máu não. Và đầu tiên xin được giới thiệu khách mời của chương trình. Xin giới thiệu tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng, trưởng khoa thần kinh, trưởng đơn vị đột quỵ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, phó chủ tịch Liên chi hội đột quỵ Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, xin chào Cẩm Tú và chào quý vị khán giả. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ công ty Boehringer Ingelheim với chương trình Angels và công ty Medtronic đã tài trợ để chúng tôi thực hiện chương trình này. Thưa quý vị, chương trình tư vấn trực tuyến đột quỵ cấp do thiếu máu, những dấu hiệu không thể bỏ qua hiện đang được phát sóng trên các nền tảng Thanh Niên Online, YouTube, TikTok, fanpage Báo Thanh Niên. Quý khán giả hãy để lại câu hỏi trong phần bình luận của chương trình để được tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng đến từ Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tư vấn chi tiết cho quý vị nhé. Và trong lúc chúng ta chờ câu hỏi của quý vị khán giả thì bác sĩ ơi xin nhờ bác sĩ giải thích với Cẩm Tú cũng như là quý vị khán giả là đột quỵ do thiếu máu cấp là gì và thường đến từ những nguyên nhân nào ạ? Vâng, thì đột quỵ là một tình trạng cái mạch máu não nó bị tổn thương. Thì đột quỵ thiếu máu có nghĩa là mạch máu đó nó bị tắc nghẽn. Mạch máu thì nhiệm vụ của nó là sẽ đưa máu lên cấp máu cho toàn bộ cái não. Thì não, tế bào não chúng ta sống được là nhờ các cái chất oxy và đường từ cái máu đưa lên một cách rất là liên tục như vậy. Thành ra khi mà nó bị tắc nghẽn thì ngay lập tức cái vùng não mà do cái mạch máu đó nó cấp máu đó sẽ không còn máu nuôi nữa. Không còn máu nuôi thì tế bào nó sẽ ngưng hoạt động, ta gọi là tình trạng thiếu máu não hay là đột quỵ thiếu máu não. Có nhiều cái nguyên nhân gây ra tình trạng đó, thì trong đó có ba cái nhóm nguyên nhân chính. Là thứ nhất là do một cái mạch máu nó bị xơ vữa, nó hẹp dần dần lại và tới lúc nó tắc nghẽn đi thì nó sẽ gây ra thiếu máu. Tình trạng thứ hai là các cái bệnh lý của tim, mà trong đó đặc biệt là rung nhĩ. Thì rung nhĩ nó đập loạn nhịp á, thì nó sẽ tạo ra cái cục máu đông ở trong tim. Cái cục máu đông đó nó trôi lên não, nó làm tắc nghẽn cái mạch máu não, gây ra thiếu máu. Và cái nhóm nguyên nhân thứ ba là các cái mạch máu nhỏ ở trong não nó bị tăng huyết áp, nó làm thoái hóa rồi nó làm tắc nghẽn đi. Thì đó là bệnh lý mạch máu nhỏ. Thì đó là ba nhóm nguyên nhân lớn gây ra cái đột quỵ thiếu máu này. Như vậy thì hiện nay thực trạng đột quỵ do thiếu máu cấp đang như thế nào ạ? Thì đột quỵ thiếu máu thì nó là cái dạng mà đột quỵ phổ biến nhất trong các cái loại đột quỵ. Thì đột quỵ xuất huyết thì nó chiếm tỷ lệ ít hơn, còn khoảng chừng 80-85% các trường hợp bị đột quỵ là đột quỵ thiếu máu. Thì chúng ta sẽ gặp đột quỵ thiếu máu gần như là rất là thường xuyên. Nếu mà bà con ta có thể nhìn xung quanh, hàng xóm hay là đồng nghiệp hay gì đó thì thế nào cũng bắt gặp một người nào đó đã từng bị đột quỵ. Rồi còn trong bệnh viện thì nó cũng vậy, nó chiếm tỷ lệ lớn và hàng ngày chúng tôi đều phải tiếp nhận và cấp cứu các bệnh nhân đột quỵ. Thông thường thì tại Bệnh viện Đại học Y Dược, bệnh nhân bị đột quỵ do thiếu máu cấp thì thường đến bệnh viện bao lâu sau khi bệnh khởi phát vậy ạ? Vâng, thì cũng rất là lo lắng và cũng chưa được hài lòng lắm. Và vì tỷ lệ mà người bệnh đến cấp cứu đột quỵ còn khá là muộn. Thời điểm trung bình của các bệnh nhân đến cấp cứu tại Bệnh viện Đại học Y Dược sau khi bị đột quỵ là thường là khoảng chừng 8-9 tiếng. Thì có những người tới rất là sớm, tới trong vòng khoảng tiếng đầu tiên, trong giờ đầu tiên, nhưng mà tỷ lệ đó nó còn khá là khiêm tốn. Còn có những người thì đến muộn hơn, mười mấy tiếng, 20 tiếng, thậm chí là có người để qua tới ngày hôm sau mới đi đến bệnh viện. Thì tính chung lại thì khoảng chừng 8-9 tiếng là cái thời gian trung bình của tất cả mọi người đến. Thì cái đó chúng ta cần phải cố gắng thì làm sao để cải thiện những đó để mọi người có thể nhận biết được và tới sớm hơn. Sở dĩ Cẩm Tú hỏi như vậy là bởi vì Cẩm Tú được biết giờ vàng thì thường có ý nghĩa rất là quan trọng trong việc cấp cứu bệnh nhân đột quỵ. Vậy thì xin nhờ bác sĩ giải thích cụ thể hơn, giờ vàng ở đây có nghĩa là khung giờ nào và có ý nghĩa như thế nào với bệnh nhân đột quỵ ạ? Vâng, nói giờ vàng thì
chúng ta hiểu là cái giờ đó là chúng ta có thể cấp cứu tốt nhất cho người bệnh. Ngoài cái giờ đó, ra khỏi cái giờ đó thì cái khả năng cấp cứu hoặc là không còn nữa, hoặc là rất là hạn chế. Thì giờ vàng nó đã thay đổi rất là nhiều từ 50 năm trước cho tới bây giờ. Thì hồi đầu thì người ta chỉ có thể cấp cứu đột quỵ trong vòng khoảng 3 giờ đầu tiên thôi. Lúc đó người ta gọi là 3 giờ vàng. Nhưng mà sau đó thì khoa học càng ngày càng phát triển, người ta cố gắng tìm ra những cái biện pháp mới, tìm ra những cái bằng chứng mới để người ta có thể cứu chữa bệnh nhân tốt hơn. Thì giờ vàng sau đó mở rộng lên thành 4 giờ rưỡi, rồi tiếp theo là tới 6 giờ. Và cho tới hiện nay là chúng tôi có thể cấp cứu đột quỵ được trong vòng 24 tiếng. Tất cả cái này là kể từ khi bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng đầu tiên, là tức là ở nhà đó, chứ không phải là cái thời gian mà bệnh nhân tới bệnh viện đâu. Từ lúc khởi đầu cái triệu chứng khởi phát cho tới khi chúng ta có thể can thiệp, có thể chích thuốc, có thể làm gì được cho bệnh nhân, thì đó là cái giờ vàng và tối đa là 24 tiếng. Tuy nhiên thì không phải là chúng ta mở rộng ra 24 tiếng nghĩa là chúng ta có thể thở phào ra, chúng ta còn khá là nhiều thời gian. Thì chúng ta phải luôn luôn nhớ rằng là khi thời gian là não, nghĩa là mất thời gian là sẽ mất tế bào não. Thì nếu bệnh nhân đến sớm thì thứ nhất là chúng ta có nhiều biện pháp hơn để điều trị cho người bệnh. Đến muộn thì cái phương pháp điều trị chúng ta bị giới hạn bớt, một số phương pháp chúng ta không còn điều trị dùng được nữa. Thứ hai nữa là cái tế bào não đã chết càng lúc càng nhiều rồi. Thành ra đến sớm thì cái khả năng ta cứu sống được người bệnh để hồi phục trở lại bình thường, gần bình thường nó sẽ cao hơn rất nhiều. Nếu để đến muộn thì chúng ta cũng ráng cứu được nhưng nó sẽ không được hiệu quả tốt như ban đầu nữa. Dạ, ở đây thì cũng tôi xin nhờ bác sĩ chia sẻ cụ thể hơn một chút là những bệnh nhân mà được cấp cứu kịp thời trong khung giờ vàng tại Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được điều trị như thế nào và thường khả năng phục hồi của họ ra sao, và đồng thời thì các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Y Dược thì cũng sẽ làm như thế nào để mà kịp giờ vàng cho bệnh nhân ạ? Vâng, thì nếu mà bệnh nhân được tới bệnh viện cấp cứu kịp thời đó thì mình sẽ có hai biện pháp để cấp cứu cho các bệnh nhân người bệnh bị thiếu máu não. Thì do cái thiếu máu não là do cái mạch máu não nó bị tắc nghẽn mà. Thành ra nếu chúng ta cấp cứu tốt nhất là chúng ta làm sao thông được cái mạch máu đó ra để cho máu nó lên nuôi não kịp thì sẽ là tốt nhất. Và đặc biệt là chúng ta nói về thời gian, có nghĩa là nếu mà tế bào đó nó chưa chết thì cái việc đưa máu lên não đó nó mới hiệu quả. Còn nếu mà tế bào nào mà đã hư, nó đã chết luôn rồi thì máu lên nó cũng không làm sống lại được. Do đó chúng ta làm sớm thì sẽ tốt hơn. Do đó nên tất cả các bác sĩ sẽ phải chạy đua với thời gian để làm sao mà ngoài cái việc là người bệnh đến bệnh viện càng sớm càng tốt, thì khi mà đã vào tới bệnh viện thì chúng tôi phải chạy để làm sao để điều trị được bệnh nhân càng sớm càng tốt. Có hai biện pháp, là thứ nhất là chúng ta dùng thuốc tan cái cục máu ra. Dùng thuốc đó sẽ chích vào tĩnh mạch để mà cái thuốc nó sẽ vào trong cơ thể rồi nó đi đến cái chỗ mà có cái cục máu đông đang làm tắc nghẽn mạch máu đó, nó sẽ làm tan cái cục máu đó ra. Cái biện pháp thứ hai là chúng ta sẽ có thể dùng các cái dụng cụ để can thiệp, để chúng ta luồn, thường là sẽ luồn từ cái chỗ đùi này, chúng ta sẽ đi xuyên qua các cái động mạch để đi lên tới cái mạch máu trên não mà cái chỗ mà tắc nghẽn đó, thì sẽ dùng cái dụng cụ đó để kéo nó ra, để lấy cái cục huyết khối ra, để thông lại cái mạch máu, gọi là can thiệp lấy huyết khối bằng dụng cụ hay là can thiệp nội mạch á. Đó là hai biện pháp sẽ phải làm. Thì tùy theo cái thời gian, tùy theo cái đặc điểm của người bệnh mà chúng ta có thể chọn một cách hoặc là có thể phối hợp cả hai để làm cho mang lại cho bệnh nhân cái hiệu quả cao nhất. Thì để mà làm được chuyện đó thì khi bệnh nhân đến thì ngay lập tức cái hệ thống báo động đột quỵ, khi bệnh nhân vào tới cấp cứu thôi là các bạn điều dưỡng tiếp nhận đầu tiên xong nhận biết đó là đột quỵ rồi thì sẽ báo động ngay trên hệ thống, và tất cả các cái nhân sự mà các cái bác sĩ, như y bác sĩ mà liên quan đến cái quy trình cấp cứu đột quỵ trực ngày hôm đó sẽ ngay lập tức khởi động, gồm có là điều dưỡng, các anh chị điều dưỡng ở dưới cấp cứu nè, bác sĩ của cấp cứu cũng phải hoạt động liền, rồi phòng xét nghiệm, rồi cái khoa chẩn đoán hình ảnh để có thể chụp phim kịp thời, rồi bác sĩ đột quỵ ở quan ở đơn vị đột quỵ cũng sẽ phải nhanh chóng xuống tới cấp cứu để cùng phối hợp để thực hiện. Rồi các bác sĩ can thiệp cũng phải sẵn sàng để nếu bệnh nhân đó có chỉ định mà can thiệp nội mạch thì sau khi chẩn đoán điều trị chụp hình xong và quyết định điều trị tiêu sợi huyết, thuốc tiêu sợi huyết chích, đồng thời là sẽ chuyển lên đơn vị can thiệp để làm. Thì như vậy chúng ta có rất là nhiều cái công việc, bao gồm là hỏi bệnh nhân coi cái tình trạng bệnh nó từ khi nào như thế nào, rồi khám để xem triệu chứng nặng hay nhẹ, rồi nó nằm triệu chứng tổn thương nó nằm chỗ nào, rồi lấy máu xét nghiệm,
rồi đưa vào để chụp cái phim, thường thường sẽ chụp là phim CT, đôi khi để sẽ chụp phim MRI để mà xác định cái chẩn đoán cho người bệnh và xem cái động mạch nào bị tắc nghẽn, rồi sau đó là quyết định sẽ điều trị thuốc thì sẽ chích thuốc ngay trực tiếp, thường là ngay tại cái phòng mà chụp CT luôn, chúng tôi sẽ chích thuốc để làm tan cục máu tại đó. Và nếu bệnh nhân có cái mạch máu lớn bị tắc nghẽn có chỉ định để can thiệp thì bệnh nhân từ cái phòng CT sẽ được chuyển thẳng lên phòng can thiệp và các bác sĩ can thiệp sẽ bắt đầu cái quy trình can thiệp ở trên đó luôn. Sau khi tất cả mọi cái đó hoàn tất xong thì bệnh nhân sẽ chuyển lên cái phòng chăm sóc đặc biệt của đột quỵ để chúng ta điều trị tiếp phần sau. Như vậy một cái chuỗi rất là lớn và nó đòi hỏi một cái sự vừa nhanh mà vừa phải kết hợp rất là nhiều cái nhân sự đa chuyên khoa để cùng phối hợp cứu người bệnh. Thì khi mà hoàn tất được những cái quy trình đó cho người bệnh, mà với người bệnh mà vô vào trong cái giờ rất là tốt á, thì có rất nhiều người bệnh là đã hồi phục, gọi là hồi phục ngoạn mục. Có những người là chỉ là chưa cần phải can thiệp mà chỉ là tiêm thuốc thôi, bệnh nhân đã có thể khỏe, đã có thể giơ tay giơ chân nói chuyện trở lại được. Một số người nặng hơn, tổn thương mạch máu lớn hơn thì được đưa lên can thiệp á, thì nhiều khi trên bàn mổ sau khi kết thúc cái thủ thuật là bệnh nhân đã có thể hồi phục rồi. Mặc dù đổ ra rất nhiều công sức nhưng mà thấy được cái thành quả trước mắt như vậy thì là cái niềm vui rất lớn đối với chúng tôi. Dạ, nhưng mà nếu như mà đặt ở một cái trường hợp ngược lại, nếu như mà bệnh nhân đến bệnh viện qua mất cái khung giờ vàng thì thường là hậu quả sẽ như thế nào? Xin nhờ bác sĩ cho một vài trường hợp cụ thể ở Bệnh viện Đại học Y Dược ạ. Vâng, rất là tiếc, rất là buồn nếu mà người bệnh đến mà cái thời gian nó đã quá và chúng tôi không làm được những cái biện pháp đó để cấp cứu cho người bệnh. Thì đột quỵ nó là thiếu máu, nghĩa là một cái vùng não nó sẽ bị không còn máu nuôi nữa. Thì đầu tiên nó sẽ tạm thời nó bị thương, nó ngưng hoạt động, nhưng mà có thể nó chưa chết. Nhưng mà nếu mà quá một cái giờ nào đó thì tất cả tế bào nó đã hư, nó đã chết hết rồi, thì chúng ta không còn cứu được nữa. Do đó nên nếu mà quá cái giờ đó, quá cái giờ vàng rồi, chúng ta không còn cấp cứu được, thì lúc đó cái tế bào não nó hư thì nó sẽ mất chức năng. Mất chức năng ở đây có nghĩa là yếu, là liệt, là những cái triệu chứng của người bệnh đó, nói không được hoặc thậm chí là hôn mê luôn. Thì mình không cấp cứu được ban đầu nữa, thành ra bệnh nhân sẽ giữ những cái gọi là những triệu chứng tàn phế như vậy. Và những cái vùng mà tế bào não mà nó bị hư nó còn sưng, còn phù lên nữa, rồi nó biến chứng, nó gây xuất huyết này kia, nó gây ra những cái tác hại lớn hơn. Tổn thương nhỏ nhỏ thôi á, thì có thể còn để lại một ít di chứng yếu nhẹ nhẹ này kia. Tuy nhiên những bệnh nhân mà bị tổn thương lớn, một cái mạch máu lớn, tổn thương nguyên cái vùng rất lớn á, thì có thể là hôn mê, có thể phải mổ để mà giải áp, nhưng mà sau đó thì vẫn sống một cái đời sống về sau, có thể là vẫn liệt, vẫn nằm một chỗ vân vân, rất là nghiêm trọng. Thì có một số cái tình huống như vậy. Thì trong đó thì có một tình huống là cũng hơi lâu rồi, một bệnh nhân còn khá là trẻ, là doanh nhân sống ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà không may bữa đó xảy ra đột quỵ, lại là lúc đang đi công tác ở một cái vùng xa, cụ thể là trên Tây Nguyên đó. Mà thời điểm đó thì trên Tây Nguyên cũng chưa có điều trị đột quỵ gì được, thì từ trên đó được đưa xuống Bệnh viện Đại học Y Dược thì mất khoảng hơn 9 tiếng. Mà ở thời điểm đó thì mình cũng chưa có những cái biện pháp can thiệp như bây giờ nữa. Do đó nên 9 tiếng là quá rồi, và có chụp phim, chụp ảnh lên thì thấy cái tổn thương là cũng khá là lớn. Và sau đó thì bệnh nhân cũng có hồi phục nhưng chỉ được một phần thôi, tại vì không thể nào can thiệp cấp cứu ở lúc đó được nữa. Sau đó thì rất tiếc là anh đó sẽ không trở lại được công việc nữa và sống phải nhờ người thân trợ giúp. Còn một tình huống khác còn đáng tiếc hơn, cũng không có quá lâu đâu, vẫn mới gần đây thôi. Thì một bác kia sống rất là gần bệnh viện, có thể nói là từ đó mà đưa qua bệnh viện chắc mất chừng 5 phút. Tuy nhiên thì không biết sao lại nghe tư vấn sau đó thì nói là những người quen, người thân khi mà xảy ra đột quỵ á, thì lại nói là cả bệnh viện đặc biệt đông lắm, vào chắc không được chụp, không được làm gì đâu, thành ra thôi đi chụp phim trước đi. Thì mới đưa người bệnh đó đến một cái phòng chụp MRI tư nhân, tức là tự đưa đi thôi chứ cũng không có khám bác sĩ nào hết. Đi chụp xong cái thứ này kia xong rồi thấy đột quỵ rồi mới quay về vào bệnh viện. Thì thời gian nhận biết, thời gian gọi xe, thời gian đưa đi rồi được chụp không phải là cái quy trình cấp cứu, và cái chỗ đó cũng chỉ là cơ sở chụp thôi thì người ta cũng không cấp cứu gì được. Thì tới lúc quay trở về tới Bệnh viện Đại học Y Dược thì thứ nhất là thời gian cũng hết nửa ngày rồi, thứ hai là ngay cái phim chụp đó cũng đã thấy là tổn thương rất là lớn rồi. Thì
có cố gắng chụp lại để tìm cách cấp cứu cho người bệnh, nhưng mà cái tổn thương này đã không còn cứu được nữa. Thì như vậy rất là tiếc, vì nghe sắp bệnh viện thôi mà cuối cùng lại phải chịu một cái tổn thương lớn, không có hồi phục lại được như vậy. Dạ vâng, những trường hợp rất là đáng tiếc, vậy chúng ta mới thấy được cái ý nghĩa của cái khung giờ vàng trong việc cấp cứu đột quỵ, đúng không ạ? Và cộng tôi cũng xin được nhắc lại với quý vị khán giả là chương trình của chúng ta đang được phát trực tiếp trên các nền tảng của báo Thanh Niên, thanhniên.vn, fanpage Facebook, YouTube và TikTok của báo Thanh Niên. Nếu như mà quý vị có thắc mắc nào cần được bác sĩ tư vấn hay là cần lắng nghe những ý kiến của các bạn của bác sĩ thì quý vị hãy để lại cho chúng tôi ở phần bình luận, và một lát nữa thì bác sĩ cũng sẽ tư vấn trực tiếp cho quý vị ngay trong chương trình này. Và hiện tại thì Cẩm Tú cũng thấy là có một số vị khán giả cũng đã để lại bình luận cho chương trình. Có một câu hỏi của vị khán giả. Chào bác sĩ, ba tôi năm nay 78 tuổi, ba bị mập 80kg, lại bị tiểu đường, mỡ máu. Tôi cũng lo là ba bị đột quỵ lúc nào không biết. Xin hỏi bác sĩ, đột quỵ do thiếu máu thì có những dấu hiệu nhận biết nào? Có phải đầu tiên là đau đầu và chóng mặt hay không? Xin nhờ bác sĩ Ba Thắng tư vấn. À, vâng, đột quỵ thì triệu chứng đột quỵ, nhận biết đột quỵ là chúng ta nhớ cái từ FAST tiếng Anh là Face, Arm, Speech và Time. Face là mặt, là méo miệng á, miệng nó bị méo đi. Rồi arm là tay, tay hoặc là chân bị yếu, bị liệt. Rồi speech là lời nói, là rối loạn về lời nói. Thì chúng ta phải hành động ngay, tiết kiệm thời gian và hành động nhanh. Thì cũng có một số người không rành tiếng Anh thì ở bệnh viện chúng tôi đã có một cái câu là méo cười, ngọng nói, sụi tay, mau gọi cấp cứu, đi ngay đừng chờ. Như vậy là méo miệng nè, thì cười ra nó bị méo, tay nó bị suối, sụi, nói thì bị ngọng. Thì cái đó là triệu chứng của đột quỵ. Thì đó là những triệu chứng phổ biến nhất của đột quỵ, mà đến khoảng chừng gần 90% các bệnh nhân bị đột quỵ là có những triệu chứng đó. Và những triệu chứng đó rất là dễ nhận biết. Thành ra cái đó là cái chúng ta nên nằm lòng. Để mà có xuất hiện ra thì chúng ta sẽ nhận biết ngay đó là đột quỵ. Còn nhức đầu thì thực ra có muôn vàn kiểu nhức đầu. Chỉ cái nhức đầu nào mà thật sự khủng khiếp á, thì nó có thể gặp trong đột quỵ thôi. Và một mình cái nhức đầu không thì cũng không đủ để chẩn đoán là đột quỵ. Còn tất cả mọi người khác thì chắc cũng không ai có thể đứng lên nói là tôi chưa bao giờ bị nhức đầu hết. Thành ra nhức đầu nó không phải là triệu chứng gọi là quan trọng nhất trong cái đột quỵ. Chỉ trừ khi nó đau khủng khiếp mà đau đột ngột dữ dội thôi, thì lúc đó nó là một dạng đột quỵ khác. Rồi còn bạn có nêu ra là 80 tuổi, 80kg rồi tăng huyết áp, đái tháo đường, thì đây tất cả những cái đó đều là lớn tuổi, là yếu tố nguy cơ đột quỵ rồi, là dễ bị đột quỵ rồi. 80kg không biết chiều cao bao nhiêu nhưng khả năng sẽ là có béo phì rồi đó, có quá trọng rồi. Rồi chúng ta có đái tháo đường nữa cũng là yếu tố nguy cơ đột quỵ, và đặc biệt là tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ rất là quan trọng của đột quỵ. Thì chừng đó thứ không thì đã thấy là nguy cơ đột quỵ của ba của bạn là rất là cao rồi. Nếu mà chưa từng khám đánh giá thì nên đi khám, để khám tổng quát để đánh giá, để điều chỉnh cho nó kịp thời, để tránh cái nguy cơ đột quỵ xảy ra. Thì chúng ta phòng ngừa nó thì tốt hơn là đợi nó xảy ra rồi, thì lúc đó chúng ta sẽ phải là cấp cứu chữa đột quỵ rồi, chứ không phải phòng ngừa nữa. Thì nếu xảy ra thì chúng ta dùng từ FAST hoặc là méo ngọng sụi đó để chúng ta phát hiện để cấp cứu. Còn trước đó thì chúng ta nên phòng ngừa để cho nó không xảy ra. Dạ, cảm ơn tư vấn của bác sĩ, và quý vị khán giả cũng hãy lưu ý những triệu chứng và những dấu hiệu FAST mà bác sĩ vừa mới tư vấn với chúng ta, để mà chúng ta có thể là hành động nhanh chóng để kịp khung giờ vàng nếu như chẳng may người nhà của chúng ta có bị đột quỵ, quý vị nhé. Và chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi của một vị khán giả ở Bình Dương. Vị khán giả này hỏi là: thưa bác sĩ Thắng, nhà tôi cách bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương chừng 30 phút, tôi thấy là bệnh viện đã có chữa đột quỵ. Nếu mà trường hợp gia đình tôi có người bị thì tôi nên chở thẳng đến bệnh viện đa khoa tỉnh hay là tôi tiến hành sơ cứu trước rồi mới đi ạ? À vâng, cảm ơn câu hỏi của quý vị khán giả. Thì nguyên tắc bao giờ thì chúng ta cũng là sơ cứu rồi chúng ta mới đưa đi. Tuy nhiên thì sơ cứu đối với đột quỵ cũng không có gì phức tạp. Hầu hết các bệnh nhân đột quỵ thì chúng ta sẽ không có những cái gì nghiêm trọng về mặt cấp cứu ban đầu hết. Đa số là chúng ta chỉ cần giữ cho bệnh nhân an toàn là có thể được. An toàn ở đây thì sẽ bao gồm là gì? Chuyện thứ nhất là thường là bệnh nhân bị đột quỵ là đột ngột có thể bị liệt một bên, thành ra có thể bị ngã. Thì như vậy nếu chúng ta ở gần đó thì chúng ta ngay lập tức sẽ hỗ trợ người bệnh để cho không có bị ngã chấn thương. Rồi sau đó chúng ta sẽ đặt người bệnh nằm xuống một cái chỗ an toàn để chúng ta
xem xét lại bệnh nhân và gọi xe cấp cứu. Những cái tình huống khác mà chúng ta cần phải giữ an toàn đó là thường thường thì đường thở sẽ không sao, nhưng mà nếu bệnh nhân đột quỵ mà xảy ra khi mà đang ăn hoặc là đang có vấn đề gì về đường tiêu hóa mà bị ói ra đó, thì lúc đó cái đường thở có thể sẽ bị đàm giãi, rồi bị thức ăn nó sẽ làm nghẹt lại thì sẽ gây nguy hiểm cho người bệnh. Thì lúc đó chúng ta phải làm sạch cái đường thở, chúng ta dùng khăn sạch, chúng ta lau miệng, để lau đàm giãi vân vân để người bệnh thở tốt, chúng ta đảm bảo thở tốt là được rồi. Còn những tình huống mà phải gọi là hồi sức cấp cứu theo kiểu như là ấn tim hay thổi ngạt này kia thì khá là hiếm gặp, thường chỉ xảy ra khi kèm theo cái bệnh lý nào khác thôi. Còn đột quỵ thông thường ta sẽ không có chuyện ngưng tim hay là phải hồi sức này kia, trừ những trường hợp sau này thôi. Sau này khi vào bệnh viện tình trạng nặng quá thì diễn tiến dần dần nó có thể đến cái chuyện đó, nhưng mà lúc khởi phát thì thường sẽ ít gặp. Thì chúng ta sẽ sơ cứu xong thì chúng ta sẽ đưa đến bệnh viện. Thì tốt nhất là chúng ta sẽ đưa đến bệnh viện nào có thể cấp cứu, có thể điều trị được đột quỵ. Thì bệnh viện Bình Dương có thể làm được thì chúng ta sẽ gọi xe cấp cứu để đưa bệnh nhân đến. Trong trường hợp mà xe cấp cứu chúng ta không liên lạc được, chỗ của mình gọi khó quá thì chúng ta có thể dùng xe cá nhân, nhưng mà nên dùng xe bốn bánh để đưa bệnh nhân đến cấp cứu kịp thời cho nó an toàn. Dạ, cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Và Cẩm Tú cũng vừa thấy có một vị khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh để lại bình luận. Chị có hỏi là em đọc báo thấy nói là 10 trường hợp đột quỵ thì có 9 trường hợp là đột quỵ do bị thiếu máu. Ông của em, cha em đều bị đột quỵ lúc ngoài 60 tuổi. Bác sĩ nói do thiếu máu não. Không biết là tới em thì có dễ bị do di truyền hay không? Năm nay em 34 tuổi và hiện nay thì có các giải pháp nào để mà điều trị đột quỵ do thiếu máu ạ? Thì đột quỵ mà gọi là di truyền thì vẫn có, nhưng mà nó không phải là cái vấn đề quan trọng. Tại vì cái di truyền tỷ lệ nó khá là thấp thôi. Tuy nhiên thì cái yếu tố gia đình là một cái yếu tố cũng khá là quan trọng. Trong gia đình mình có nhiều người bị đột quỵ rồi á, thì cái nguy cơ đột quỵ của mình cũng sẽ gia tăng lên. Thì như vậy thì chúng ta phải làm gì? Thì cái nếu chúng ta có được thông tin của ông, của cha mình bị đột quỵ, tức là những người trong nhà mình bị đột quỵ mà nguyên nhân là gì, lý do là gì, thì chúng ta sẽ xem cái đó nó có tính chất di truyền hay không. Chỉ một số ít các bệnh là có tính chất di truyền thôi, và thường di truyền đó là xảy ra ở những người còn khá là trẻ thôi. Sau đó nếu chúng ta không thấy những cái nguyên nhân di truyền gì rõ đó, thì cái việc phòng ngừa đột quỵ vẫn là giống như mọi người, có nghĩa là chúng ta sẽ phải tầm soát xem là chúng ta có những cái yếu tố nguy cơ gì và chúng ta điều chỉnh nó. 34 tuổi thì về mặt tuổi thì nó chưa phải là yếu tố nguy cơ, nhưng mà gia đình có hai người bị đột quỵ thì đó cũng là một yếu tố nguy cơ rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ tìm tiếp xem là chúng ta có bị tăng huyết áp hay không, có bị đái tháo đường hay không, rồi có rối loạn về mỡ máu, rồi tình trạng béo phì, ít vận động vân vân, hay là các bệnh lý về tim. Thì đó là cái vai trò của chúng ta khám sức khỏe tổng quát hàng năm thôi. Những cái bệnh đó thì nếu chúng ta khám sức khỏe đầy đủ, chúng ta đều có thể phát hiện ra được. Nếu phát hiện ra thì chúng ta sẽ điều chỉnh nó, như là tăng huyết áp thì chúng ta phải điều chỉnh huyết áp, điều trị tốt, mà đái tháo đường vân vân. Thì những biện pháp đó chúng ta điều trị tốt thì sẽ làm giảm được cái nguy cơ bị đột quỵ rất là nhiều. Đồng thời là một số cái không phải là bệnh mà là thói quen thì chúng ta cũng phải điều chỉnh nó để có thể phòng ngừa được. Ví dụ như là thuốc lá là phải bỏ thuốc lá nè. Rồi cái chế độ ăn mà nhiều đường, nhiều bột, nhiều béo quá thì chúng ta cũng phải giảm bớt. Rồi chúng ta phải tăng cường ăn rau xanh, rồi chúng ta tập thể dục thường xuyên, thì những cái đó không nó cũng sẽ giúp chúng ta giảm được cái nguy cơ bị đột quỵ. Còn đúng là đột quỵ do thiếu máu, và như tôi đã nói là nó chiếm khoảng chừng, không phải là 90 thì nó là khoảng chừng 80-85%, có nghĩa là 10 người thì khoảng 8 người rưỡi gì đó là sẽ bị đột quỵ là do dạng thiếu máu. Thì cái điều trị thiếu máu thì chúng ta cũng biết rồi, chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta cấp cứu và chúng ta điều trị trong cái giờ vàng để giúp cho bệnh nhân hồi phục tốt hơn. Nhưng mà sau khi cấp cứu rồi thì cũng chưa phải là xong, mà sẽ phải là tìm xem nguyên nhân nó là gì và các yếu tố nguy cơ là như thế nào để chúng ta điều trị lâu dài để mà tránh tái phát. Và tránh một cái sai lầm là điều trị được một thời gian thấy là khỏe rồi, cái chúng ta ngưng cái điều trị đó thì cái nguy cơ tái phát về sau nó sẽ vẫn tiếp tục có. Dạ, cảm ơn tư vấn của bác sĩ. Chúng ta sẽ chuyển sang một câu hỏi khác. Thưa bác sĩ, cháu nhà tôi năm nay 17 tuổi bị hẹp van tim. Khi mà lên cơn đau hay có tình trạng khó thở, buồn nôn, đau ngực, tôi nghe nói là đột quỵ do thiếu máu thì cũng có các biểu hiện như vậy.
Vậy thì làm thế nào để mà gia đình phân biệt được bệnh tim của cháu và đột quỵ thiếu máu? Và cháu bị bệnh tim như vậy thì có nguy cơ đột quỵ cao hay không? Xin nhờ bác sĩ tư vấn ạ. Vâng, thì bệnh tim với lại đột quỵ thì nó có liên quan với nhau. Tuy nhiên thì nó không phải là một. Thì cái phân biệt của nó cũng không có quá khó khăn đâu. Thì cái chuyện thứ nhất là nó liên quan thế nào á, thì tim là cái cơ quan sẽ bơm máu lên não để nuôi cái não. Do đó nên nếu tim có trục trặc thì khả năng cái não cũng sẽ có vấn đề. Có nhiều bệnh tim có thể gây ra cái trục trặc đột quỵ, trong đó cái phổ biến nhất là rung nhĩ. Rung nhĩ tức là cái tim, cái nhịp tim nó bóp không có đều, nó không phối hợp tốt giữa cái buồng tâm nhĩ phía trên với buồng tâm thất phía dưới. Do đó nên khi nó phối hợp không đồng bộ thì máu huyết nó lưu thông không tốt, nó sẽ tạo thành cục máu đông ở đó và nó sẽ có thể trôi lên làm nghẹt cái mạch máu não. Ngoài cái rung nhĩ là cái phổ biến nhất ra thì những cái bệnh lý liên quan đến van tim, suy tim hay là nhồi máu cơ tim nó cũng có cơ hội nó làm thiếu máu lên não hoặc là tắc nghẽn cái mạch máu não. Thì đó là mối liên quan giữa cái bệnh tim với đột quỵ. Thứ hai á, là cái nhận biết cái triệu chứng khác biệt giữa các cái triệu chứng về tim với đột quỵ á, thì đối với tim cái mà xảy ra đột ngột cũng giống như đột quỵ á, là nhồi máu cơ tim. Nhồi máu cơ tim là cũng do cái mạch máu nó bị tắc nghẽn, đó là mạch máu tim gọi là mạch vành. Còn trên não người ta đột quỵ là do tắc nghẽn mạch máu não. Thì cả hai đều gây ra thiếu máu hết, một cái là thiếu máu trên não, một cái là thiếu máu ở cơ tim. Thì triệu chứng của thiếu máu cơ tim nó sẽ là những triệu chứng như là đau ngực rồi lan lên này kia và có thể rất là khó chịu, thậm chí nặng thì có thể là loạn nhịp tim và ngưng tim. Thì là những trường hợp đột nhồi máu cơ tim rất là nặng. Còn não người ta khi bị đột quỵ thì nó sẽ là yếu, méo miệng nè, là tự phát á, méo miệng rồi yếu tay yếu chân rồi rối loạn về lời nói. Thì đó là triệu chứng của đột quỵ. Thì đột quỵ nó sẽ không có triệu chứng về đau ngực hay là mệt ngực gì hết, trong khi triệu chứng của tim thì sẽ là đau ngực, mệt ngực, khó thở. Thì đó là hai triệu chứng rất là khác nhau. Tuy nhiên thì cái đó là để phân biệt thôi, chứ còn cả hai bệnh đó nếu xảy ra đều là cấp cứu hết. Giả sử chúng ta cũng không biết đây có phải là tim hay là của não thì tình trạng đó vẫn phải đi cấp cứu như thường, tại vì nhồi máu cơ tim cũng là bệnh phải cấp cứu. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ cùng đến với một câu hỏi của một vị khán giả ở Sóc Trăng. Chồng tôi 51 tuổi bị đột quỵ thiếu máu não được 8 tháng rồi. Đến giờ thì tay chồng tôi vẫn nắm lại, mở ra không được. Xin hỏi là vì sao và có cách nào để điều trị phục hồi lại bình thường không, thưa bác sĩ? Vâng, thì đây là cũng là một cái nỗi buồn, nỗi lo của những người bị đột quỵ. Thì thực ra để tránh những cái biến chứng như vậy á, những cái di chứng như vậy, thì ngoài cái chuyện là ngăn không cho đột quỵ xảy ra, tức là phòng ngừa, thì nếu lỡ nó xảy ra rồi thì người ta đi cấp cứu kịp thời thì là cách tốt nhất. Tại vì lúc đó người ta sẽ giải quyết được cái chuyện là thiếu máu, não nó bị thiếu máu, nó sẽ bị hư, nó sẽ bị hoại tử. Thì chúng ta cấp cứu được, thông được mạch máu thì nó ổn trở lại, nó không bị hoại tử nữa, thì chúng ta sẽ hồi phục hết những cái triệu chứng mà người bệnh có. Còn nếu chúng ta không cấp cứu được ban đầu, hoặc là tình trạng bệnh nặng quá, hoặc là do chúng ta đến muộn vân vân, thì không cấp cứu được nữa, thì sẽ có một cái phần não nó bị thiếu máu và nó hoại tử, nó hư rồi. Hoại tử tức là tế bào nó chết rồi. Tế bào nó chết thì tế bào thần kinh mà đã chết thì nó sẽ không hồi phục trở lại được, nó không sống sinh, tái sinh trở lại được. Những gì mà còn gọi là còn bị thương thì chúng ta có thể làm cho nó sống lại, chứ còn nó đã chết rồi thì sẽ không cứu sống được. Do đó nên khi mà một cái vùng não đó nó bị hư rồi thì tùy, nó nhỏ nhỏ thì triệu chứng nó sẽ ít, nó to, nó lớn, có thể chiếm hết một nửa cái bán cầu não luôn, thì triệu chứng sẽ rất là nặng, những người đó sẽ bị liệt mất một bên, thậm chí là không còn nói chuyện được nữa, không còn giao tiếp được nữa, và có thể là nằm liệt giường, phụ thuộc hoàn toàn vào người khác chăm sóc chẳng hạn. Thì đó là những cái di chứng do cái tổn thương của đột quỵ gây ra. Thì ở đây tình huống của vị khán giả kể là nằm rồi tay chân có thể cố gắng được nhưng mà không có hoạt động được tốt, thì đó là cái di chứng của đột quỵ. Thì cái đã qua những cái giai đoạn cấp cứu ban đầu rồi, thành ra hiện tại chúng ta chỉ còn những biện pháp gọi là phục hồi chức năng. Thì như vậy thì ngoài cái chuyện mà chúng ta điều trị bằng thuốc được phần nào thôi, tại vì giai đoạn này đã qua cái giai đoạn cấp cứu ban đầu rồi, thì chúng ta sẽ phải phục hồi chức năng, và
bao gồm những cái biện pháp chúng ta sẽ tập luyện, tập vật lý trị liệu, tập phục hồi chức năng. Thì nếu có điều kiện thì sẽ là những cái trung tâm phục hồi chức năng, người ta sẽ có tập có bài bản, bao gồm những cái tập liên quan đến vận động gọi là vật lý trị liệu, liên quan đến lời nói gọi là âm ngữ trị liệu, hay là liên quan đến trả bệnh nhân về làm quen với những cuộc sống, với những cái hoạt động thông thường gọi là hoạt động trị liệu này. Thì cái đó là cách tốt nhất để chúng ta cố gắng phục hồi thêm được phần nào cho người bệnh. Cảm ơn tư vấn và những lời khuyên của bác sĩ Bá Thắng. Và câu hỏi vừa rồi thì cũng là câu hỏi cuối trong chương trình ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục trở lại với quý vị về chủ đề này ở số tiếp theo về đột quỵ với chủ đề chảy máu do vỡ túi phình mạch não. Hãy cùng theo dõi và đặt các câu hỏi về cho chương trình nếu như mà có thắc mắc quý vị nhé. Và hy vọng rằng là chương trình của chúng tôi cũng sẽ giúp cho quý vị và người thân có thêm những thông tin hữu ích để giúp cho bản thân và gia đình mình. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Bá Thắng đã đồng hành cùng với chương trình Bác sĩ ơi ngày hôm nay ạ. Vâng, cảm ơn Cẩm Tú, cảm ơn chương trình và kính chào tất cả quý vị khán giả. Chúng tôi cũng xin được trân trọng gửi lời cảm ơn tới nhà tài trợ công ty Behringer Ingelheim với chương trình Angels và công ty Medtronic đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện chương trình này. Chương trình của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị khán giả trong những chương trình Bác sĩ ơi kỳ sau.